Bạn có biết, một khi bị nhiễm dại, cái chết là điều gần như chắc chắn. Đúng vậy, căn bệnh dại không phải là một thứ đơn giản. Dù bạn có yêu quý chó đến đâu, thì sự thật đáng sợ là, khi chó bị dại, nó biến thành một kẻ săn mồi nguy hiểm, có thể giết chết con người một cách thầm lặng. Chỉ cần một vết cắn, một chút nước dãi từ chú chó bạn từng yêu thương, bạn có thể đối diện với cái chết đau đớn mà y học hiện đại gần như không thể cứu chữa. Đây không phải là một lời đe dọa, mà là thực tế khắc nghiệt của căn bệnh dại. Chó bị nhiễm bệnh dại như thế nào? Virus dại chủ yếu lây truyền qua nước bọt của động vật bị nhiễm khi chúng cắn hoặc liếm vào vết thương hở. Ngoài ra, virus này còn có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với màng nhầy, ví dụ mắt, mũi, miệng. Động vật hoang dã như rơi, chồn hoặc cáo thường mang virus này, và khi một con chó bị chúng cắn, nó sẽ trở thành kẻ mang bệnh. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus sẽ bắt đầu tấn công hệ thần kinh trung ương, lan truyền qua các dây thần kinh và cuối cùng là tới não, nơi nó gây ra các triệu chứng điển hình của bệnh dại. Làm sao để nhận biết chó đã bị dại? Các dấu hiệu ban đầu thường rất khó nhận ra, nhưng theo thời gian, chúng trở nên rõ ràng và kinh hoàng. Chó có thể trở nên hung hãn một cách bất thường, cắn bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh. Một số con có thể trở nên quá yếu đuối và lờ đờ, không còn sức để di chuyển hay ăn uống. Sùi bọt mép, lo lắng và thay đổi hành vi là những dấu hiệu thường thấy khi bệnh dại tiến triển. Khi các triệu chứng đã xuất hiện, sự cứu chữa là vô vọng. Vậy nếu bạn hoặc ai đó bị chó dại cắn, bạn nên làm gì? Điều đầu tiên là rửa sạch vết thương ngay lập tức bằng xà phòng và nước trong ít nhất 15 phút để giảm thiểu sự lây lan của virus. Sau đó, bạn phải đến cơ sở y tế ngay lập tức để được tiêm phòng dại, vì một khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện, việc điều trị gần như không còn hiệu quả. Cần nhớ rằng, bạn phải hành động nhanh chóng, vì thời gian là yếu tố quyết định giữa sự sống và cái chết. Còn nếu con chó đã chết thì sao? Nếu nghi ngờ nó chết vì dại, bạn không nên tự ý chạm vào xác chó. Hãy báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc thú y để họ xử lý theo quy định. Xác động vật bị dại cần được tiêu hủy một cách an toàn để ngăn chặn sự lây lan của virus. Quan trọng hơn, tất cả những ai tiếp xúc với con chó đó đều phải kiểm tra và tiêm phòng ngay lập tức. Việc nâng cao nhận thức về căn bệnh dại là vô cùng cần thiết, vì một khi virus đã xâm nhập vào cơ thể, nó gần như không thể chữa trị. Hãy luôn tiêm phòng dại định kỳ cho thú cưng của bạn và đặc biệt cẩn trọng khi tiếp xúc với những con vật có biểu hiện bất thường.